Sáng ngày 7 tháng 10, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất viện cho hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi. Tại đây, các bác sĩ cập nhật tình hình sức khỏe của hai bé và cho biết trong thời gian tới, Trúc Nhi, Diệu Nhi sẽ tiếp tục thực hiện 4 cuộc phẫu thuật nữa. Công khai và tất cả mọi việc làm gì cũng được công khai và đều có được sự đồng ý của ba mẹ.